Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Nekobara nhé. Ừ. Lại bấm lộn rồi. Arigatou gozaimashita. Dewa, shisurei shimasu. Nekobara Volume 1. Ok, tập trước là sau khi mà mình chịu thua hai đứa nó thì mình đã chấp nhận cho hai đứa nó làm việc. Nhưng mà hiện tại thì ngày hôm nay vẫn còn nghỉ một ngày, ngày mai mới bắt đầu khai trương, cho nên là mình còn phải đi mua một vài thứ để chuẩn bị cho ngày khai trương nữa. Tuy nó là miêu nữ nhưng mà nó vẫn thực sự là mèo. Cho nên là nó mới nghịch cái đồ chơi của mèo như vậy. Ok, bây giờ là mình cần tới đây để mình mua một cái quyển sách hướng dẫn để nuôi miêu nữ. Tại trước giờ là chỉ có con em gái mình nó chăm nhiều thôi. Chứ mình thì ít coi như là ít quan tâm lắm. Ít quan tâm thôi chứ không phải là không có quan tâm. Đó là có khá là nhiều loại sách để mình tham khảo luôn. Nhưng mà mình không biết được là cái sách nào để cần. Như là cảm xúc về miêu nữ rồi đấy, cái kiểu quá trời. この手の本は多いですけど、でも結局猫それぞれなんですよね。人型猫は言葉でコミュニケーションが取れますし、ちゃんと話をしてれば大丈夫ですけどね。あちらの猫ちゃんたちのご主人様ですか? Chủ shop nó hỏi là cái đám mèo đó có phải là của mình, miêu nữ đó có phải là của mình hay không? Bắt đầu trả lời mình dối nó là con em gái mình mới là chủ, còn mình chỉ là người nuôi của nó thôi, kiểu như là người bảo hộ vậy. Ok, bây giờ con chủ shop nó sẽ đem rồi. Cái chủ shop không đúng mà là nhân viên đi. Nhân viên nó sẽ đem một số quyển sách tới, cho nên là nó kêu mình chờ. お待たせしました。こちらの本なんてどうでしょうか? Mình mua cái quyển như là miêu nữ năm đầu của tuổi mới lớn thôi. あれで手がかからないなら、まだ、じゃあ、女の子、ね、今更言葉とかトイレ、お風呂の教え方なんて必要ないと思いますし。OK, cái đúng rồi. Bởi vì con này nó không, con nhân viên nó nói là mình không cần phải dạy chuyện này nói hay là đi sử dụng nhà vệ sinh hay là tắm như thế nào cả. Bởi tụi này nó đã đủ lớn rồi cho nên là phải xài mấy quyển sách cho tụi lớn hơn cơ. Ok, có khá là nhiều loại sách dành cho lớn như là miêu nữ gì ta, huấn luyện miêu nữ rồi dạy học cái kiểu nữa. Miêu nữ tuy là nó là một nửa là mèo nhưng mà nó là một nửa là người nữa. Cho nên là vẫn có khả năng huấn luyện nó cho nó được. Rồi cực kỳ, nó cực kỳ nghe lời cho nên là huấn luyện nó thành thuật nữ là cực kỳ dễ. Chỉ có vấn đề là nó là nửa người nửa mèo cho nên là cái khả năng hầu đậu của nó cũng cao lắm.
Ok. Bây giờ trong trường hợp bắt buộc như thế này thì mình phải mua cái quyển sách này thôi. À, con này nó kêu là cái con nhân viên nó kêu là có một cái vấn đề nữa. Neko-chan-tachi-ga-taihen-ki-ni-itte-ita-you-desu-ga-achira-wa-dou-nasai-masu-ka? Nó nghịch tới độ mà mệt luôn. Vậy như Vanilla nó nói là nó có thể thấy được cả ánh sáng thiên đường nữa Ok, nó đang chăn chối á. Mà nó mệt quá cho nên là nó nói không có rõ. À, chắc chắn một điều là mình sẽ mua luôn cả cái món đồ chơi đó. Và hỏi con này là có một gì đó, đồ uống nào không không? Xin đồ uống. Nên nó xin lỗi. Đáng lẽ nó phải đi theo nó giúp mình, nhưng mà nó xin lỗi bởi vì nó bị mất tập trung. Dù gì thì nó cũng là miêu nữ mà, nó làm sao mà nó tránh khỏi được những cái con chuột như vậy. Nè, cô chủ nhân, hôm nay có đi drugstore không? Ok, hình như là con Vanilla nó muốn mua cái gì đó. Ok, mình sẽ ghé qua để mua thuốc. Cho nên là mua Vanilla thì nó sẽ, nói chung là nó xuất sang cái đất kho để nó mua đồ thôi mà. Cái gì cơ? Cái bệnh gì nghe kỳ vậy? Cái đầu đó mình không có hiểu. Nó nói là cái đầu đó chỉ xuất hiện khi mà mình lau dọn hả? Lau dọn thì kiểu là đau cơ hả? Mà từ đó khó hiểu lắm. Kiểu như là một cách chơi chữ kiểu. Nhưng mà làm sao mà mình có thể hiểu được cách chơi chữ của người nước ngoài. Ok, mình cần mua một vài thứ medicine, thuốc kháng sinh nữa. Ok, nó hỏi mình là mua loại thuốc nào. Nó hỏi mình là mình lấy cái loại thuốc mà khi mình đau hoặc là khi mình đang bị ban, hình như là nhức hay thở. Có thể là
sao? Mua để phòng thừa thôi em. Nó sợ, nó sợ nó tưởng là mình đang bị đau ở chỗ nào đó cho nên nó mới lo vậy. Không phải cái gì cũng có thể đến bệnh viện đâu. Nó nói là trong trường hợp đó là cách tốt nhất không phải là đi đến bệnh viện hay sao? Mình nói là có hộp cứu thương rồi cho nên là cảm ơn người. Nó lo lắng. Cái hộp cứu thương nó có thể chứa rất là nhiều cái loại thuốc mà mình mua để tích trữ trong đó, dùng trong những trường hợp nhất định khi ở nhà thôi. Nó không có hiểu được là cái hộp cứu thương dùng để làm gì. Nó hỏi là, nó nói là khi mà chùa lén nó đang bị bệnh và nó đang trong cơn đau thì mình đưa nó tới bệnh viện rồi đúng không? Và mình nói là cái khoảng thời gian đó thì khá là bình thường bởi vì nó là miêu nữ mà đúng không? Và nếu như mà nó bị cảm lạnh thì cái thuốc cho người hình như là thuốc cho ông cửa hàng là không thể sử dụng được. Kiểu như là nó là miêu nữ cho nên là nó phải có một số loại thuốc nó đặc trị, nó không có giúp đỡ kiểu như mình mua thuốc cảm lạnh trong cửa hàng thì không có chữa được cho nó. Nên nó cũng có một nửa là mèo mà. Thì nó hiểu được rồi bởi vì có rất là nhiều điều khác biệt giữa người với lại miêu nữ. Ok, bây giờ là Vanilla đâu? Vanilla nó vẫn chưa về rồi. Ok, con chocolate nó ngửi được ông Vanilla đang ở gần đây. Outside the store, nghĩa là ở bên ngoài cửa hàng. Ok, Vanilla, where did you go? Là nó nói là nó chỉ là đi để lấy một vài bông hoa thôi. Thiệt luôn, hỏi cái câu chơi chẽn thiệt. Ok, nó không kiểu như là nó không biết nhà vệ sinh công cộng được đặt ở ngoài sao? Đừng có liên tưởng tới việc đó, bởi vì nó không hay đâu. Mình cũng chẳng dịch cái đoạn đó làm gì. Thật sự luôn, tập trước là tụi này kể về cái bản thân của mình thì thấy là khá là hay, nhưng mà tự nhiên sang tới khúc này thấy là cái thằng này nó tự nhiên nó trở thành cái gã tồi, cực kỳ tồi luôn. Cứ nghĩ những cái gì không đâu không à. Trong khi con em là nuôi rất là nhiều miêu nữ rồi.
注文はお決まりでしょうか? Trong khi con em nó nuôi rất là nhiều miêu nữ mà nó không thèm để ý luôn. Tới bây giờ nó chẳng biết là cách nuôi miêu nữ như thế nào. Ok, nó đang tập để tiếp khách và phải cần dễ thương hơn và sexy hơn chứ. Thể hiện nhau những cái bộ mặt dễ thương này nè, không có làm sexy được. Đây dễ thương và sexy nó ở hai trường phái đối lập cực kỳ xa. Đấy, cái này là ổn hơn rồi nè, cứ dễ thương vậy là được. Ok, bây giờ là mình phải làm bánh. Ồ, hình như là tụi này muốn nếm thử bánh coffee, mà coffee là phải có trà với lại bánh. Chỉ có quan trọng là coffee thôi. Ok, không ngờ là niên nhân vật của mình là có tài làm bánh đấy. Nên nó hỏi là có được thử thêm lần nữa hay không. Cái vấn đề này hơi khó, bởi vì thường là bán hàng thì đâu có được thử hoài. Cũng ok luôn hả? Nhưng mà đây là lần cuối cùng. Pero à, kiểu như là mèo, nhưng mà mèo dùng lưỡi để liếm hả? Chắc là cái cách đó là dùng lưỡi để liếm rồi. Mình nói là làm bánh thì để mình tự làm được, nhưng mà nó kêu là nó có thể giúp. Ok, nó nói là không phải nó ở đây là chỉ để thử bánh không thôi đâu. Thì mình nói là không được nhảy như vậy, bởi vì nhà bếp mà không có được chạy nhảy lung tung, khá là nguy hiểm. なくなってもショコラがたくさん作りますから、ご安心を。ああ、ショコラが燃えている。これは期待せざるを得ない。ご主人様が作ってたのを見てたから大丈夫ですよ。ショコラにお任せあれ。まずはお鍋にミルクと。 Ok, bây giờ nó bắt đầu nó rồng đếm một rồng sữa rồi bắt đầu bột. Nó bỏ gì ra, hạt hoa hướng dương hả? Để làm cái gì? Đó là đậu vanilla. Không phải cái gì nó cũng bỏ vô được đâu, đừng có bỏ linh tinh. Khá là nặng hả? Nó khá là nặng, nó bê không nổi. Và cuối cùng là đổ. Ok, khúc này là
Do là có ánh sáng kỳ ảo cho nên là mình để thôi nha. Ok. Cho nên nãy nó bê nó đổ cái đống bột đó cho nên là bây giờ mình phải tắm cho nó. Hên là có cái ánh sáng kỳ ảo á. Mấy bạn nào coi anime thì quá quen thuộc với cái việc mà ánh sáng kỳ ảo rồi. Và cái này có 7-18 cộng á cho nên là mấy bạn nào lên sim thì vẫn có thể mua được. Nói là mà không có dành cho những thanh niên nào FA hoặc là những thanh niên không thở. Ok, con chô cô lát thì nó khá là vui bởi vì lâu lắm rồi mình mới tắm lại cho tụi nó. Kêu tụi nó là tốt nhất là nên im lặng bởi vì có thể là xà bông. Biết mà, nó bị dính xà bông rồi kìa. Tại sao khúc này lại zoom gần vậy? Ok, con này hình như nó ngửi thấy mùi thơm ở trong bếp, nó nghĩ là có cái gì đó, nhưng mà mình nói là khá là ổn. Vì làm bánh là đa số là bỏ trong lò vi sóng, mà lò vi sóng tới giờ này nó cũng tự nhiên. Thì nó là miêu nữ nhưng mà nó cực kỳ nó ghét tắm. Y hệt như những loại mèo bình thường. Lúc nãy tụi nó có nói là tụi nó có phải là cái loài mèo phiền không? Nên nó hỏi mình là cảm nhận sao về tụi nó. Thì mình nói là tụi này là khá giống như là những cái đứa con gái mà cực kỳ rắc rối của nó mình. Tụi này vui nữa chứ. Hai đứa nó vui bởi vì mình làm chỉ như là làm ba của nó và điều đó cũng không có quá là tệ. Ok, bây giờ là mình đang gội đầu cho tụi nó. Thật ra thì người bình thường là chỉ có 2 điểm nhạy cảm nhưng mà miêu nữ nó tới 4 điểm nhạy cảm lận. Hai cái như người và 2 điểm nữa là lỗ tai và đuôi. Nói thiệt, cái chuyện này là coi anime là dễ biết lắm. Đại đa số trong anime là gặp miêu nữ là cứ thích sờ tai với đuôi thôi, dễ hiểu. Ok, và video này mình cũng dừng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nói hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.